Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, vay tài chính là một trong những giao dịch phổ biến mà các tập đoàn, công ty đa quốc gia thường sử dụng để chuyển lợi nhuận từ quốc gia có thuế suất cao sang quốc gia có thuế suất thấp. Vì một công ty có tỷ lệ vốn vay càng cao, chi phí lãi vay càng lớn thì thu nhập tính thuế càng giảm. Việc lợi dụng chi phí tài chính đã và đang tạo ra sự bất bình đẳng trong sản xuất kinh doanh và làm xói mòn cơ sở tính thuế. Dựa trên cơ sở như vậy, thì trong dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính mới công bố, Bộ này đã đề xuất việc khống chế tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp và của nền kinh tế. Vậy câu chuyện đánh thuế đối với chi phí lãi vay được dư luận và giới chuyên môn nhìn nhận như thế nào? Chúng tôi xin dành trọn thời lượng chương trình ngày hôm nay để đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng thể về vấn đề này. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Một công ty thông thường được tài trợ vốn thông qua vốn chủ sở hữu và vay nợ. Cụm từ vốn mỏng mà giới chuyên môn nhắc đến trong đề xuất này của Bộ Tài chính là đề cập đến tình huống mà công ty huy động vốn với tỷ lệ nợ tương đối cao so với vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ của công ty càng cao, tương đương chi phí lãi phải trả cũng cao, thì lá chắn thuế càng lớn, lợi nhuận chịu thuế sẽ càng thấp. Do đó, vay nợ thường là cách huy động vốn mang lại hiệu quả về thuế cao hơn so với huy động vốn chủ sở hữu. Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính đưa ra cơ sở tính thuế đối với phần lãi vay như sau. Các doanh nghiệp sản xuất khi có phần chi trả lãi vay của khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu thì phần chi trả lãi vay này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tương tự với các doanh nghiệp ở lĩnh vực khác, định mức để khoản lãi vay được tính vào chi phí hợp lệ là khoản vay không được vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu. Riêng các lĩnh vực đặc thù như tín dụng, ngân hàng thì tỷ lệ tối đa là không quá 12 lần vốn chủ sở hữu. Bộ Tài chính cũng đề xuất thời điểm áp dụng quy định này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo Bộ Tài chính, luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có quy định khống chế khoản chi phí lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu. Không những vậy, còn làm ảnh hưởng đến thu ngân sách do chi phí lãi vay cao đang là bùa hộ mệnh, một lý do chính đáng để nhiều doanh nghiệp kê khai, báo lỗ, không đóng thuế nhưng lại không ngừng mở rộng. Một số quy định trong các văn bản pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã không còn phù hợp với các mô hình kinh doanh mới trong nền kinh tế số, khiến cơ quan thuế và người nộp thuế lúng túng trong thực thi. Vì vậy, cũng như lần trước, Bộ Tài chính trong báo cáo thuyết trình về dự án luật đã cho rằng cần bổ sung quy định về khống chế chi phí lãi tiền vay trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là mục tiêu đảm bảo lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp và của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy việc tái cơ cấu kinh tế, chống chuyển giá. Nếu số tiền đi vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu với doanh nghiệp sản xuất, các lĩnh vực còn lại vay vượt quá 4 lần thì chi phí trả lãi vay sẽ không được tính vào chi phí khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định mới này được Bộ Tài chính đưa vào dự thảo luật sửa đổi 5 luật thuế nhằm tránh rủi ro khi mà doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay. Tuy nhiên, đề xuất này đang bị coi là chồng chéo với quy định quản lý giao dịch liên kết. Bộ Tài chính cho rằng khống chế chi phí lãi vay sẽ hạn chế tình trạng chuyển giá, bởi có nhiều doanh nghiệp FDI chuyển hàng nghìn tỷ đồng tiền lãi chi phí vốn vay trả cho công ty mẹ, khiến ngân sách thất thu. Đồng thời, đề xuất này cũng giúp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ gặp khó khăn khi vay vốn đầu tư hoặc vay mua nguyên liệu sản xuất, đặc biệt khi đa phần các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động dựa trên vốn vay. Doanh nghiệp lớn khi mà cái luồng vốn lưu động cần thiết để mà luân chuyển trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó phát sinh rất là nhiều. Dự thảo luật khống chế chi phí lãi vay theo tỷ lệ vay nợ so với vốn chủ sở hữu, còn Nghị định 20 về quản lý thuế với giao dịch liên kết, chi phí này không vượt quá 20% lợi nhuận thuần, chi phí lãi và khấu hao phát sinh. Với hai cách tính khác nhau, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ lúng túng khi thực hiện. Chi phí lãi vay thì mới đây chính phủ đã ban hành cái Nghị định 20 và sau đó Bộ Tài chính cũng đã ban hành cái thông tư hướng dẫn quy định về giao dịch giữa các cái bên liên kết với nhau, thì trong đó cũng đã khống chế cái chi phí lãi vay là bằng 20% của tổng lợi nhuận gộp cộng với cả chi phí lãi vay và chi phí khấu hao. Thì về bản chất thì riêng đối với cả cái quy định đó chẳng hạn, nó cũng đã tạo ra cái những cái bất lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà
đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà ở trong cái giai đoạn đầu cần đầu tư, cần có những cái phát triển ban đầu, thì chắc chắn khi mà người ta phát sinh lỗ, có nghĩa người ta không phát sinh cái phần mà lợi nhuận gộp đó, thì về bản chất thì toàn bộ các cái chi phí lãi vay đó nó sẽ không được khấu trừ. Khi mà Bộ Tài chính vừa mới đưa một cái quy định về hạn chế cái chi phí lãi vay cho các cái doanh nghiệp mà có giao dịch liên kết ở 20% cái tổng lợi nhuận thuần trước chi phí khấu hao cũng như là trước chi phí lãi vay và thuế, thì đã là một cái quy định rất là mới mà bản thân doanh nghiệp cũng đang phải loay hoay. Tiếp đến thì sẽ lại áp dụng thêm một cái tiêu thức nữa là liên quan đến cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên nợ vay, vay nợ. Thì tức là doanh nghiệp sẽ cùng một lúc phải thỏa mãn hai tiêu chí để có thể đưa cái chi phí lãi vay của mình trở thành chi phí hợp lý hợp lệ. Cạnh đó, theo các chuyên gia, nếu thực sự dự thảo luật về khống chế chi phí lãi vay đi vào cuộc sống, cần phải có thời gian để các doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị về tài chính, và đặc biệt cần có những lớp tập huấn để làm sao giúp được các doanh nghiệp hiểu hơn về cách tính thuế sao cho không chồng lấn giữa các quy định thuế lẫn nhau. Lẽ là chính phủ cũng phải nghĩ đến vấn đề là đào tạo và tập huấn. Tôi muốn nói ở đây là vấn đề tập huấn với cả cơ quan thuế địa phương và cả người nộp thuế. Bởi vì chỉ khi cả cơ quan thuế địa phương và người nộp thuế cùng hiểu một cách thấu đáo cái nghị định này hoặc là thông tư hướng dẫn cụ thể nghị định thì mới có cùng tiếng nói. Để khi mà tiến hành thanh tra kiểm tra, họ sẽ không phải là đối đầu. Và chỉ có như thế thì chúng ta mới nghĩ rằng là cái nghị định này mới thành công. Việc khống chế tỷ lệ vay vốn là phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh đây là chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chịu. Nếu vội vàng áp dụng không đúng thời điểm, không phù hợp cách tính sẽ khiến doanh nghiệp không có điều kiện mở rộng sản xuất, làm giảm tăng trưởng tín dụng. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy việc đánh thuế chi phí lãi vay sẽ giúp hạn chế được tình trạng chuyển giá, đảm bảo được nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước. Song trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng với đề xuất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Trên góc độ về kinh tế, hình thức sử dụng vốn vay là một trong các phương pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ lợi nhuận cho chủ đầu tư. Việc khống chế tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu sẽ có thể hạn chế hoặc cản trở sự phát triển nền kinh tế, giảm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng. Thứ nhất là các hoạt động về cái tín dụng của trong hệ thống ngân hàng cũng như các cái tổ chức tín dụng mà cho các doanh nghiệp vay vốn thì nó cũng sẽ có những ảnh hưởng để buộc doanh nghiệp người ta cũng phải có những cân nhắc. Và theo đó, đối với cả các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là những doanh nghiệp người ta mới khởi nghiệp chẳng hạn, thì cái việc mà nhu cầu người ta phải có được cái số vốn vay ở bên ngoài, cái nguồn tài chính ở bên ngoài để bổ sung vào cái vốn hoạt động nó rất là quan trọng. Thì cái việc mà khống chế cái tỷ lệ lãi vay mà được trừ trong cái khi mà tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp này, nó sẽ tác động cái đến cái tâm lý của các cái chủ doanh nghiệp trong khi cân nhắc các cái nguồn tài chính. Bên cạnh đó, sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay đang khiến cho làn sóng khởi nghiệp ngày càng gia tăng. Các công ty khởi nghiệp vốn không có vốn hoặc vốn ít hầu hết phải đi vay các tổ chức tín dụng để phát triển. Với việc áp dụng khống chế chi phí lãi vay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của nền kinh tế. Gọi là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay thì tôi cho rằng là không có vốn, không có tiền mà vẫn kinh doanh, vẫn gọi là phát triển được thì mới là thực sự là giỏi và cần thiết. Không thể nhầm lẫn với cái chuyện là anh đi huy động thế này thì anh ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, anh ảnh hưởng khả năng trả nợ, rồi thậm chí lại suy rộng hơn nữa là đổ vỡ ở gian lận lừa đảo. Đấy là hoàn toàn là điều chỉnh của luật khác, của cơ chế khác. Còn thuế thực sự đã coi đấy là một cái chi phí thực tế diễn ra, chi phí hợp pháp, chi phí hợp lý thì buộc phải thừa nhận, chứ không có bất kỳ lý do gì mà lại bảo rằng bóc tách không lại loại trừ cái chi phí huy động vốn của doanh nghiệp. Ở khía cạnh tiếp nhận vốn, theo các chuyên gia, với đặc thù vốn ít và chưa có tích lũy dài hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, thì các ngân hàng thương mại chủ yếu xem xét cho vay dựa trên phương án kinh doanh, trong đó yếu tố lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là một trong những cơ sở để xem xét cho vay vốn. Nhưng nếu tính thuế theo cách của Bộ Tài chính đang xây dựng, thì lợi nhuận của doanh nghiệp trong phương án kinh doanh lại bị giảm rất mạnh. Từ đó, ngân hàng sẽ có khả năng cao từ chối cho vay các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, và hiện nay lại càng làm doanh nghiệp không nâng cao tính minh bạch trong báo cáo tài chính và có thể dẫn tới việc tăng vốn ảo hoặc các thủ thuật tài chính khác mà có thể dẫn đến các tình trạng rủi ro sau này cho chính ngân hàng và các khách hàng vay. Thị trường tín dụng hiện nay ở Việt Nam cũng vẫn còn hết sức là khó khăn, chưa mở đủ
cho doanh nghiệp. Và khi người ta quá cần nguồn tín dụng để mà thực hiện một dự án đầu tư hoặc là việc kinh doanh nào đó thì người ta phải đi vay nóng với lãi suất cao hơn. Chứ là doanh nghiệp thì không ai, người ta ngu gì mà muốn vay mà phải trả nợ lãi vay quá nhiều. Vì khi trả lãi vay quá nhiều thì nó ăn luôn vào tất cả cái phần chi tiêu của người ta và làm cho dự án của người ta trở thành có thể rất là kém hiệu quả hoặc là thậm chí chỉ dẫn đến thua lỗ nợ nần thôi chứ không mang lại lợi ích gì. Cho nên cái người đầu tiên người ta có lợi ích để kiểm soát lãi vay là bản thân doanh nghiệp chứ không phải nhà nước. Anh tôi nghĩ là nhà nước có lẽ nên nghĩ đến các công cụ khác hơn là đi tính theo các công cụ như vậy. Các nước OECD khuyến nghị áp dụng tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là 3:1. Một số nước như New Zealand, Úc, Nhật Bản, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Chile, Peru, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Brazil quy định vốn vay của doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu vượt quá 3:1 thì gọi là vốn mỏng. Còn tại Việt Nam, theo các chuyên gia, cần cân nhắc kỹ dự thảo luật về khống chế chi phí lãi vay bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tác động đến tăng trưởng của nền kinh tế. Riêng chỗ đấy thì tôi cho rằng là nó không có căn cứ về mặt pháp lý cũng như về mặt nguyên tắc nguyên lý. Nếu như mà những cái gì mà đánh thuế để vì cái hoạt động sản xuất kinh doanh, vì cái giá trị gia tăng, vì cái thu nhập thì nó có cơ sở. Thế còn đâu đánh thuế lại loại trừ những cái chi phí hợp pháp hợp lệ, mặc dù đó là hoàn toàn thực tế, hoàn toàn là hợp pháp, hoàn toàn hợp lý mà lại không được loại trừ để dẫn đến cái tình trạng là doanh nghiệp có thể là lỗ, vẫn thể nộp thuế thu nhập. Trong cái trường hợp này thì có lẽ là cái tư duy, cái quan điểm nó nhầm lẫn giữa cái việc là quản lý an toàn, quản lý hiệu quả của doanh nghiệp, quản lý cái vai trò của chủ sở hữu. Cái ý kiến của chúng tôi ấy, thì thứ nhất là khi mà anh đưa ra những quy định lớn như thế thì anh nên có một cái khoảng thời gian để cho doanh nghiệp người ta chuẩn bị, không nên là đưa một cái là áp dụng luôn. Thứ hai nữa là cũng xem xét cái việc là vì chi phí lãi vay bản chất thực sự đấy là một chi phí của doanh nghiệp thật. Thế cho nên là nếu như anh định hạn chế thì có thể là anh vẫn cần cân nhắc đến cái việc là loại bỏ chi phí lãi vay của một năm. Nhưng những năm sau mà khi họ đã tái được cơ cấu, vì ví dụ những năm đầu họ phải vay rất nhiều và chi phí lãi vay lớn, nhưng sau khi họ có được doanh thu và họ có dòng tiền họ trả lại nợ thì cái cơ cấu vốn họ đồng thời cũng giảm xuống, thì vẫn cho họ một cái khoảng thời gian để họ những cái khoản chi phí lãi vay đã bị loại ở thời kỳ trước có thể được đưa vào thành chi phí của những thời kỳ sau, theo cái nguyên tắc giống như là cái nguyên tắc chuyển lỗ của doanh nghiệp hiện giờ, vì bản thân đấy là cái chi phí thực sự của doanh nghiệp. Và đấy cũng là một trong những cái khuyến nghị phù hợp với cái hành động số 4 của OECD. Tôi nghĩ là điều đầu tiên, việc số 1 nhà nước phải làm, Bộ Tài chính phải làm là kiểm soát về chi tiêu đầu tư của ngân sách, chứ không phải để chỉ tập trung vào cải thiện nguồn thu như là dự luật của Bộ Tài chính đưa ra để sửa 5 luật về thuế. Thế còn đối với tinh thần của các cái kiểm soát của luật thuế thì tôi nghĩ là cũng đã có nhiều ý kiến trong xã hội rồi, cần phải xem xét thêm cái về cái việc giám sát về lãi suất để vay ấy của các doanh nghiệp, thì tôi nghĩ là kiểm soát cũng là một phần thôi. Để hạn chế lỗ hổng thuế thu nhập doanh nghiệp do yếu tố chi phí lãi vay, Tổng cục Thuế cũng đã thành lập nhóm nghiên cứu nhằm triển khai đề án đánh giá tác động của chi phí lãi vay đến số thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu này, sau khi tổng hợp và phân tích, cơ quan thuế sẽ lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của chi phí lãi vay đến số thu của thu nhập doanh nghiệp, tổ chức hội thảo báo cáo sơ bộ về kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế thông qua chi phí lãi vay. Đến đây thì chương trình Tài chính Thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.